Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn có thể thấy mình nuôi chim này, thả tự do này. Cái em này nuôi đã được gần tháng rồi đây. Hai em đành khuyên, một trống một mái. Đành khuyên trống nó bắt đầu líu rồi. Tuy giọng chưa to nhưng mà chịu khó líu phết. Còn bên dưới là em chích chuẩy than. Em chích chuẩy than này lúc bắt về rất là nhát. Đâm lồng, nhảy loạn xạ lên. Đấy. Tuy nhiên là mình đã tìm cách để thuần phục em ấy. Đấy, chim của mình nuôi rất là tự do, ăn uống rất sướng, gần như người ăn món gì là chim được ăn món đấy. Con chòe này của mình cũng bắt đầu líu rồi này. Đấy, đang nhảy kiếm ăn dưới cái phía sau cái lồng chim. Đấy. Đồ ăn của chim thì rất đa dạng, gồm có sâu này, có dế này, cám này, xoài này, cam này, chuối này, đấy lòng đỏ trứng này, thịt gà này, thịt lợn này, mật ong này, một chút muối này, tóm lại là đồ ăn rất nhiều dinh dưỡng luôn.